Đây, mấy năm trước thì con nhỏ mà đêm hôm mà đi vệ sinh mà cần rửa đây thì lại phải dậy này, đấy, điều chỉnh nước này, căn khe nước nóng nước lạnh này, lịch cá lịch kỉnh này. Rất là vất vả và mất thời gian tốn công sức. Giờ thì đơn giản rồi, kể cả là đêm mùa đông con có đi vệ sinh bao nhiêu lần đi nữa, phụ huynh chỉ việc với là đầu giường mở cái hộp lên đấy, là sẽ có luôn một cái khăn với một cái nhiệt độ mong muốn tha hồ mà vệ sinh cho con. Thiết bị đầu video mình có giới thiệu đó thì nó khá là tiện lợi nhé, nó có công dụng như là điều chỉnh được cái nhiệt độ của cái khăn ướt này. Đấy, giấy ướt này, sau đó là ủ ấm và giữ cái nhiệt độ đó trong cái khoảng mà mình mong muốn để khi cần thì lấy ra sử dụng vệ sinh cho bé. Cái sản phẩm đấy thì nó đến từ thương hiệu Phát Z Baby. Đây là một cái thương hiệu cũng khá nổi tiếng trong việc cung cấp những cái sản phẩm và thiết bị để hỗ trợ chăm sóc cho bé, cho bảo bầu. Tên đầy đủ của sản phẩm đó là máy ủ ấm khăn giấy ướt cho bé Quam 4. Đấy, model 4, đây là model cũng theo mình biết là mới nhất đấy. Đấy. Và cái model tên đầy đủ của nó đó là FB7010SL. Đấy. Sản phẩm này thì nó có rất nhiều tính năng này, như các bạn nhìn thấy đây này, trong vỏ hộp có ghi đó. Này có 3 chế độ làm ấm này. Giữ được cái độ tươi sạch này. Đấy. Tránh rò rỉ này. Đấy. Hai nữa là cái thiết kế nó vừa được với nhiều cái loại hộp khăn giấy này. Đấy. Vừa được với nhiều cái loại khăn này. Đấy. Có bảng đồng hồ điện tử này và có chế độ đèn ban đêm này. Đấy. Cái hộp của nó thì cũng khá là chắc chắn nhé, đóng thùng và khi khá nhiều chi tiết. Cái hộp này các bạn nên giữ lại nhé, không nên bỏ đi. Sau một thời gian nếu mà mình không sử dụng nữa thì mình nên bảo quản lại cái sản phẩm trong cái hộp này. Đấy. Vừa có thể là giữ cho cái hộp nó được nguyên vẹn, hai là có thể khi mình con mình lớn rồi mình không sử dụng nữa mình pass lại đấy ạ, thì nó vẫn còn được cái giá trị cao nhất. Về cái chế độ bảo hành thì các bạn yên tâm nhé. Cũng nhà sản xuất ghi rõ đấy là các bạn sẽ được bảo hành đó là 12 tháng kể từ ngày mua hàng. Mở thùng đựng ra thì chúng ta sẽ nhận được hai cái đồ bên trong. Đấy, đầu tiên đó là cái sách hướng dẫn sử dụng và thứ hai là thiết bị chính. Đối với sách hướng dẫn sử dụng thì nó cũng khá là chỉn chu nhé. Đấy, nó sẽ có hai loại ngôn ngữ cho các bạn. Đấy, vừa là tiếng Anh này, vừa là tiếng Việt này. Trong này thì ngoài cái việc hướng dẫn sử dụng này thì nó còn có cái thông số của thiết bị này, cũng như là về một số cái lưu ý và một số cái thiết bị khác của hãng. Rồi, cùng đến với cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Nhìn nó rất đơn giản và gọn nhẹ thôi, không có gì phức tạp và công cành cả. Chúng ta cùng đi lần lượt nhé. Đầu tiên là về dây nguồn. Dây nguồn này thì nó dài khoảng độ là 1 mét. Đây, phần dây điện này, chắc lắm. Phích cắm này. Phích cắm này sẽ cắm trực tiếp vào nguồn 220V nhé. Và máy này nó hoạt động ở cái thông số đó là 50-60Hz. Đấy, công suất là 20W. Về phần máy thì tổng quan nó là một cái khối hình hộp chữ nhật và có một cái màu mình tạm gọi là màu nâu nhạt nhé. Và thông số kích thước của nó dài rộng cao là 19,7 nhân 23,9 và nhân 15 cm. Máy nó được cấu tạo từ hai nguyên vật liệu chính đó là nhựa và silicon nhé. Đối với nhựa thì nó có hai loại nhựa. Đó. Đối với thân máy này các bạn có thể nghe này. Đấy. Hoặc là khoang máy này. Đấy. Thì nó được cấu tạo bằng nhựa PP. Còn đối với lắp máy này, đấy, hoặc là chỗ cái phần bảng điều khiển này này, thì nó được cấu tạo bằng nhựa ABS. Các loại nhựa này thì nó đều rất là bền, cứng và thứ hai là nó sẽ không gây hại cho sức khỏe nhé. Và một nguyên vật liệu nữa đó là silicon, thì nó bao gồm chỗ tay cắm này này, đấy, những cái vị trí vòng đệm này. Thông số kỹ thuật mà bên nhà cung cấp thông tin thì nó là 1 cân 1, nhẹ, cầm nắm rất là dễ, mang đi mang lại. Chi tiết về thiết kế của sản phẩm nhé. Đầu tiên là về phần đế này. Phần đế thì đây, dưới đáy của nó sẽ có in lại thông số của máy này. Tiếp đến là những cái vị trí mà nút chân cao su này. Cái này có tính năng, một là nó làm nhiệm vụ này cho nó có độ bám dính nó tốt hơn mà nó không xước cái bề mặt nó đặn lên. Hai là khi các bạn cần sửa chữa gì ấy, thì các bạn có thể bóc ra. Đấy. Thì đây nó sẽ che đậy đi những cái con ốc để mở sản phẩm. Đấy, rất gọn gàng và tinh tế nhá. Những cái lỗ này để thoát nhiệt, thoát khí, thoát nước. Rồi phần thân của nó thì nó sẽ không làm vuông vức 100% và nó sẽ làm hơi bo một chút ở những góc cạnh này. Đấy. Để cho các bạn tiếp xúc cái cầm nó dễ. Đấy. Nó không bị cấn tay. Rồi. Thì bên trên của nó
nó là phần lắp. Phần lắp này thì nó cũng thiết kế rất đơn giản. Đầu tiên ở giữa phần trung tâm là nó có in về cái tên thương hiệu là Fast Z Baby đó. À, tiếp đến nó có một cái núm cầm này bằng silicone như mình vừa nói đấy. Cái này cũng làm nhiệm vụ là để mở lắp thôi. Đây này. Đấy. Mở lên đậy xuống. Bên cạnh lắp sẽ là cái phần bảng điều khiển của thiết bị. Bảng điều khiển này thì nó sẽ có 3 nút. Tẹo thì mình sẽ nói chức năng và cách sử dụng của 3 nút này sau. Đấy, nó đều là cảm ứng hết nhá. Không phải ấn gì cả mà là cảm ứng chạm vào nó được. Và các bạn có thể nhìn thấy đây này. Đấy, nếu mà chia lửa ra thì nó đang những cái nút này nó đang hơi đặt lệch về bên phải đúng không ạ? Nó có hai lý do. Thứ nhất là thực tế là ở bên cạnh này này, bên phía tay trái này, chỗ mình chỉ đây thì nó sẽ còn một cái phần bảng hiển thị đèn LED nữa. Đấy, nên là khi nó hiển thị vào nữa thì nó sẽ tạo thành một khối thống nhất cân đối, chứ không phải là nhà sản xuất nó làm họ làm lệch đâu. Và cái thứ hai nữa ấy, theo mình nghĩ thôi, tại sao mà họ không để cái này lệch bên trái, cái này bên phải, về phần hiển thị ở bên phải đấy mà lại để cái phần này lệch bên phải, vì đa phần chúng ta là đều thuận tay phải mà. Nên là về cái việc nó hơi lệch phải này thì các bạn sẽ dễ dàng để với và thao tác cảm ứng hơn là cái việc đặt lệch sang phía bên kia, cũng khá là chỉnh chu. Thiết kế một cái lẫy ở chỗ bản lề này, nếu mà các bạn cần hơi hé để lấy thì nhấc lên đấy và tự thả tay ra đóng lại, để tránh trường hợp các bạn nếu mà mở ra lấy này này mà quên không ấy thì nó sẽ hở nhiệt ra ngoài, thì nó sẽ xu hướng rơi xuống như này đấy. Hoặc không thì muốn mở rộng to ra thì các bạn dùng được không một chút kéo mở mạnh thì nó sẽ giữ cố định lại, để các bạn lấy khăn ra và sau đó lại đóng lại đó. Đây, và các bạn nhìn tiếp ở những cái viền quanh cái lắp này này, răng cao su này đấy. Và các bạn cũng hạn chế làm bung hỏng cái răng cao su này nhá. Vì sao ạ? Nó giúp cho cái khoang này nó được kín nhiệt, nó không bị thoát nhiệt ra ngoài, thì lúc nào khăn giấy của các bạn trong trạng thái ấm. Và đầu này nữa này, đây đầu lắp của nó các bạn có thể nhìn thấy này, nó có một cái thanh kim loại, chỗ này nó có nam châm này đấy, thì khi thanh kim loại này nó đậy xuống này thì nó kết hợp nam châm này sẽ có một cái lực hút nhất định để nó giữ cố định chắc chắn cho cái nắp đặc nguyên khối hết, tránh rò rỉ. Khoang chướng này rất là lớn nhá, bạn có thể chứa được tha hồ các loại đấy. Và nhà cung cấp cũng có ghi thẳng luôn ở trong vỏ thiết bị đấy, có nghĩa là vừa với tất cả các loại kích thước của khăn giấy luôn đấy. Hoặc là đây khăn này, khăn xô này đấy. Tùy các bạn gấp và đút thôi, hoặc là một khăn xô rất là to của nhà mình nữa này đấy. Cũng có thể đặt vừa được đấy. Nên là cái này các bạn dùng vô tư nhá, với cái kích thước như này, một là nó gọn nhẹ phù hợp cho cái việc là đặt để ở các vị trí đầu giường này, hay là các vị trí mà gần con nhỏ đấy, không thể nên cồng cành quá tại vì nó vướng và rất nhiều đồ mà, nên cái gì càng gọn càng tốt thì cái này nó đáp ứng được cái đấy. Và hai là nó vẫn có thể đáp ứng được cái việc là chứa được tất cả các cái loại khăn này, các loại giấy này đấy, để phù hợp cho các bạn sử dụng. Vị trí thân này, phía trước của cái máy này tích hợp cái đèn ngủ ở đây luôn, các bạn không cần phải mua đèn ngủ riêng nữa đâu, cái này có thể dùng được. Mình cũng đánh giá rất cao cái công nghệ làm nóng của cái máy này nhá, nó làm nóng 3 chiều đấy, cả mặt đáy này, mặt bên này này và mặt bên này này, thì nó làm cho cái khăn, cái giấy khi mà đặt vào bên trong nó được nóng, nó được ấm nhanh hơn, và hai nó giữ ấm nó cũng đều hơn đấy. Khi mình đậy vào nữa là gần như là cả bốn mặt nó đều được nhiệt nó tác động vào, tránh trường hợp là mặt bên này thì lại ấm quá, mặt bên này thì lại nguội hơn. Sao bé nó khá nhạy cảm với nhiệt độ mà, nên là nếu cái khăn có nhiệt độ nó đều nhau thì bé dùng nó sẽ thoải mái hơn và nó an tâm cho làn da của bé hơn. Các bạn cứ duy trì là cắm điện liên tục, nhưng mà yên tâm nhé, nó chỉ có 20W thôi, lượng điện năng tiêu thụ thì nó cũng khá là nhỏ, nên là không lo là tốn điện đâu. Cùng đến với phần hướng dẫn sử dụng cái thiết bị này nhé. Trước khi sử dụng thì các bạn hãy dùng một cái khăn ẩm đấy, hoặc khăn khô cũng được, vệ sinh toàn bộ khu vực máy đi, và quan trọng nhất là cái phần khoang đặt những khăn ẩm đấy, để cho làm sao nó sạch sẽ nhất và nó đảm bảo là không có những cái bụi bẩn vi khuẩn gì nó ảnh hưởng đến khăn giấy này. Nhưng tuy nhiên các bạn lưu ý giúp mình là cái này nó không kháng nước nhé, nên là các bạn không bỏ toàn bộ cái này vào nước để vệ sinh. Nếu mà các bạn sử dụng mà khăn giấy ướt đấy thì đơn giản thôi, các bạn chỉ việc là đặt nguyên cả cái cụm khăn giấy ướt đấy vào trong cái khoang, cái lõi của cái máy này và xong. Còn trong trường hợp nếu mà các bạn dùng cho khăn vải đấy, đúng như cái tên gọi của nó đấy, nó là máy làm ấm khăn ẩm. Trước khi mà cho cái khăn vào để sử dụng với thiết bị thì các bạn phải
vệ sinh sạch sẽ khăn này. Đấy, nó giống như kiểu việc mình chuẩn bị khăn để trước khi dùng cho bé thôi. Đấy, và làm ẩm nó đi. Đấy, và các bạn phát đi nhá. Đấy, cứ làm không phải để khăn lỏng bọng nước mà hãy để cho khăn nó có một cái độ ẩm nhất định. Đấy. Sau đó là gấp lại cho nó gọn. Gấp thì tùy ý các bạn thôi. Đây chỉ mình làm mô phỏng một chút nhá. Đấy, như mình thì mình hay quặn lại như này. Đấy, để căn cho nó vừa với cái diện tích của khoang và vừa với kích thước của khoang để mình tiện lấy nhất. Đây như mình này. Đó. Với một cái khăn xô mà nhà mình hay sử dụng cho bé, nếu các bạn đặt kỹ tầm khoảng độ 5 cái. Đây. Thì cứ thế đặt vào thôi. Là sẽ được khoảng độ tổng đây khoảng độ được 10 cái, hơn 10 cái. Còn nếu một cái khăn to này thì các bạn có thể đặt được. Đấy. Thế thôi. Cái máy này nó có nhiệm vụ nó là giữ ẩm và sẽ làm cái khăn này đạt được cái nhiệt độ các bạn mong muốn, chứ không phải là để một cái khăn khô sau đặt vào đây. Đặt vào đây thì nó cũng không có cái hại gì, nhưng mà nó làm cho cái khăn của bạn nó lại nóng hơn thôi. Đấy. Và khi mà tiếp xúc với da của em bé thì nó làm gây hại cho da em bé, tại vì nó vừa khô này, nó vừa ráp này, nó lại vừa hơi nóng. Chi tiết về cái cách mà cài đặt thông số cho cái máy này nhá. Mình xin phép là ở cái mục này thì mình sẽ để ở độ sáng nó hơi tối một chút, để giúp cho cái việc là khi các bạn nhìn vào những cái vị trí đèn này thì mình dễ có cái nhìn nó chính xác hơn. Máy chỉ có 3 cái phím chức năng, rất đơn giản thôi. Phím ngoài cùng bên tay phải là phím nguồn, có tác dụng là bật tắt thiết bị. Đó. Phím thứ hai ở giữa là phím điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Khi mà chúng ta ấn vào đây thì chúng ta có thể là chọn cái mức nhiệt độ ủ ấm của cái sản phẩm này cho những cái khăn ẩm bên trong. Nó có 3 mức nhiệt độ, đó là 35, 45 và 55 độ. Và cái nút thứ ba ngoài cùng bên tay trái, đây là nút bật tắt đèn ngủ. Đầu tiên thì các bạn sẽ kết nối vào nguồn 220V. Đây các bạn để ý nhá. Khi mình vừa cắm vào thì các bạn có thể thấy là ở khu vực bảng hiển thị này nó sẽ hơi nháy chút, và sau đó là có một cái tiếng bíp phát ra. Hơi tiếc một chút là ví dụ là cái máy này nó có thiết kế một cái đèn nhỏ thôi, để hiển thị nó đã kết nối với nguồn thì hay hơn. Đấy, nơi này đôi khi nó ví dụ nguồn không may nó bị tuột ra thì mình cũng lại phải chạm vào thì mới biết là nó có đang hoạt động hay không. Sau khi các bạn kết nối với nguồn điện chưa có tác động gì vào máy thì máy nó sẽ ở chế độ ngủ, và ở chế độ này thì máy nó chưa hoạt động gì cả. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đấy, trong khoang này nó cũng chưa ấm lên, và toàn bộ những cái khác như đèn ngủ thứ nó chưa hoạt động. Thì khi này thì có hai cái nút chức năng mình có thể sử dụng được, đó là nút nguồn và nút đèn ngủ. Đấy. Còn nút nhiệt độ chúng ta sẽ không thao tác được. Đây như các bạn thấy nhá, trạng thái vừa cắm điện vào này và chưa ấn gì, mình thử ấn vào cái nút nhiệt độ này. Đấy. Điều chỉnh nhiệt độ này nó sẽ không ấn được. Đấy. Nhưng mà khi các bạn ấn vào nút đèn ngủ, bạn chạm vào này. Đấy. Sẽ có một tiếng bíp kêu lên. Và các bạn nhìn thấy này, cái đèn bắt đầu nó sáng lên này. Ấn một lần nữa thì tắt này. Đấy. Ấn lần nữa thì mở này. Ấn lần nữa tắt này. Đấy. Các bạn có thể thấy không ạ? Đèn nó là một cái dải LED ở ẩn dưới phần thân của cái hộp. Đây. Và độ sáng của nó thì khá hợp lý. Đấy. Nhìn ở chiếc điện thoại nó chói vậy thôi nhé. Còn thực tế bên ngoài thì ánh sáng nó rất là dịu và nó màu vàng. Đấy. Rất phù hợp để làm đèn ngủ. Nhưng mà không điều chỉnh được cái độ sáng khác hay là cái cường độ sáng của nó khi ban đêm. Có những người có sử dụng đèn ngủ, nhưng có những người không sử dụng đèn ngủ. Ba cái nút chức năng này thì nó lại không có cái đèn lèn. Đấy. Dẫn tới tình huống là khi mà trời đêm mà các bạn lại chưa bật cái thiết bị gì, hoặc là vô tình tắt đi ấy, muốn bật lại thì lại cũng phải hơi mò mẫm một chút. Đấy. Vậy là nút ngoài cùng bên tay trái mà nó có cái biểu tượng hình ngôi sao và mặt trăng này. Đấy. Nó có chỉ nhiệm vụ duy nhất đó là bật đèn ngủ hoặc tắt đèn ngủ đi. Thế thôi. Đấy. Còn tiếp đến, để sử dụng cái tính năng chính là ủ ấm của cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ cần đến hai cái nút, đó là nút nguồn và cái nút điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Sau khi cắm nguồn thì chúng ta sẽ ấn vào nút nguồn để bật lên. Đấy. Sau khi bật lên thì nó sẽ có một tiếng bíp. Đó. Và nó khu vực mà đèn LED hiển thị này này, nó sẽ hiện lên hai cái dấu gạch ngang như này. Đấy. Nhưng lúc này thì máy nó vẫn chưa hoạt động đâu nhá. Đấy. Tại vì sao ạ? Tại vì là mình chưa chọn nhiệt độ để làm ấm cho cái khoang này. Và sau khi mình ấn cái nút nguồn này này, trong vòng 5 phút mà mình không ấn cái nút điều chỉnh nhiệt độ để chọn cài đặt cái nhiệt độ thì máy nó cũng sẽ tự tắt đi về lại chế độ ngủ như ban đầu. Đấy, là như chế độ này.
khi bật nút nguồn đó thì khi này nó sẽ kích hoạt được cái nút điều chỉnh nhiệt độ. Lúc này các bạn có thể ấn được nút điều chỉnh nhiệt độ này. Đầu tiên khi ấn nó sẽ hiển thị là mức 45 độ, ấn lần nữa là lên 55 độ và ấn lần nữa là 35 độ. Chúng ta cứ ấn đây để chọn ba cái mốc nhiệt độ này thôi, không thể thay đổi được các cái mốc nhiệt độ khác. Cái mức này là để phù hợp cho các bạn sử dụng với cả bé rồi, nó không lo là bị lạnh quá hay không lo bị nóng quá. Và các bạn nhìn thấy này, khi bắt đầu mới chọn thì nó sẽ nháy một lúc để thông báo cho các bạn biết là đây là các bạn đang chọn ở cái mức này. Đây, nhìn này, nó sẽ nháy khoảng độ là 4 lần thì phải. Máy nó bắt đầu nó vận hành. Đấy. Và khi tắt điện đi các bạn nhìn nhá. Đấy. Đấy, cái đèn điện thoại của mình chất lượng không được cao nên nhìn nó lóa này thôi, còn ở ngoài nó sẽ hiển thị được số 55 và rất là rõ luôn. Ba cái nút chức năng này các bạn có thể thấy này, cái ưu điểm là nhanh gọn đấy, cần thì việc ấn phát là được. Nhưng tuy nhiên nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là đôi khi là mình đang chưa mong muốn thao tác với thiết bị thì không may mình làm gì đó mình quẹt qua thì nó lại làm thay đổi cái chức năng của nó đi thì cũng khá là mệt đấy. Ví dụ như các bạn đang cất khăn vào đây và đang để nhiệt độ 55 độ và đi ngủ để tẹo nữa dùng tiếp nhưng không may lại va quẹt và ấn vào nút nguồn nó tắt đi, thế là tự dưng là cái máy nó lại dừng hoạt động đi, chế độ làm ấm nó dừng hoạt động đi, đến lần sau mình dùng lại không được nữa. Nên là ví dụ nếu mà nó có thêm cái tính năng đó là sau khi đã cài đặt xong rồi đấy, ví dụ đặc biệt là ví dụ nút nguồn hoặc nút điều chỉnh nhiệt độ này các bạn muốn tắt thì các bạn nhấn chạm trong khoảng độ là 3 giây chẳng hạn thì bắt đầu là máy nó mới cho thực hiện cái bước thao tác, thì nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ gọi là nó an toàn hơn một chút. Sau khi mà các bạn cài đặt được cái mức nhiệt độ mong muốn, sau 3 đến 5 phút ấy, đấy là cái khoang này nó sẽ nóng dần lên nhá. Ba cái vị trí này này, đấy, dưới đáy khoang này, ở thân khoang trước sau này, đấy, phía mặt trái mặt phải này, đấy, nó đều có những cái công cụ để làm ấm lên. Còn mặt nắp này không có nhá, làm ấm lên, ấm rất là nhanh nhá. Nhưng mà tuy nhiên ấy, để cho nó đạt được cái khăn ướt, giấy ướt của mình đạt được cái ngưỡng nhiệt độ mà mình đúng mong muốn như này ấy, thì nó sẽ mất khoảng độ là 3 đến 4 giờ đấy, trong cái lần sử dụng đầu tiên. Lưu ý giúp mình nhá, nó còn ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường này, độ dày của khăn ướt này và cái cách xếp khăn ướt của bạn là nhiều hay ít, dày hay là thưa nữa đấy. Nên lưu ý giúp mình là khoảng độ từ 3 đến 4 tiếng thì cái khăn nó mới đạt được cái chất lượng là đúng nhiệt độ như mình mong muốn nhá. Và khi mà các bạn không muốn dùng thiết bị nữa này, hoặc là hết khăn rồi này, hoặc là muốn vệ sinh máy thì các bạn ấn nút nguồn để tắt đi. Thì khi đó là máy nó sẽ ở chế độ ngủ và nó sẽ không hoạt động nữa. Đấy. Còn kể cả khi mà các bạn mà lấy hết khăn ra mà các bạn cứ để máy chạy như này thì cũng không ảnh hưởng gì cả nhá. Máy nó vẫn cứ hoạt động bình thường thôi, nó không hại cho máy lắm đâu. Đấy, tại vì nó tính năng của nó là về những cái mức nhiệt độ này này, đấy, về những cái chất liệu nhựa này này thì nó đã đảm bảo để chịu được về cái nhiệt độ đấy rồi nên các bạn không lo. Nhưng mà nên ưu tiên là hãy sử dụng sản phẩm khi mà có khăn, có giấy ướt đặt bên trong, hãy để nhé, cho nó đỡ tốn điện. Trong quá trình sử dụng mà các bạn thấy khăn nó không ấm này này, đấy, thì các bạn hơi sờ vào tay này, đấy, những cái thành khoang của cái thiết bị này nó có ấm hay không. Nếu nó ấm có nghĩa là máy hoạt động bình thường và sẽ chờ một lúc để khăn ấm lên. Còn nếu mà thấy những cái vị trí này này hơi chạm vào nó không ấm lên này, có thể là máy nó đang bị trục trặc như là nguồn chưa cắm hay như nào đó thì các bạn kiểm tra hoặc là liên hệ bên bảo hành để sửa chữa. Đấy. Còn nếu mà các bạn sử dụng khăn ướt ấy, đấy, sau một thời gian thì thấy khăn nó bị khô đấy, thì cái này là điều bình thường nhé. Đấy, tại vì là sản phẩm nó sử dụng cái hệ thống làm ấm 3 chiều mà. Đấy, sau khi mà khăn lau bị khô sau sử dụng một thời gian dài nó là chuyện bình thường. Thì bạn sau 10 ngày ấy, mà không chưa sử dụng hết cái hộp khăn này thì các bạn cũng nên thay đi nhé, để sử dụng cái hộp mới. Để cho cái tuổi thọ của thiết bị nó được lâu dài ấy, thì các bạn lưu ý giúp mình là ví dụ không muốn sử dụng nữa thì mình ấn nút nguồn để tắt đi, rồi sau đó mới rút vít cắm ra nhá, tránh trường hợp nó đang vẫn đang sử dụng mà rút vít cắm ra. Đấy, thì nó gây xung đột mạch các thứ thì nó có thể hỏng máy. Mình cứ làm thứ tự theo từng bước. Rồi, tổng kết lại cái thiết bị này thì mình thấy đây là một cái sản phẩm khá là hữu ích. Đấy, nó sẽ giúp cho các bậc phụ huynh đấy mà chăm sóc con nó được nhanh chóng, tiện lợi và nó đảm bảo hơn. Nhanh chóng là sao ạ? Khi mà các bạn cần để vệ sinh cho con chỉ việc là mở lắp ra và lấy vệ sinh là được. Đấy. Tiện lợi là gì ạ? Nó đặt được ở ngay cạnh những cái vị trí mà đầu giường này. Đấy. Những cái vị trí mà gần bé này. Tại vì là nó có thiết kế nhỏ gọn mà. Đấy. Và nó lại rất là nhẹ nữa. Những cái nơi mà ví dụ bé đi thì mình cầm theo cũng được. Rất là tiện. Đêm hôm không phải dậy cách rách. Nghĩa là nó chính xác vì sao? Vì nó mình có thể setup được cái những mức nhiệt độ mình mong muốn. Đấy. Phù hợp với cái thời tiết,
phù hợp với cái làn da của con. Đấy, không phải lo là mình đi pha nước thì lúc nóng lúc lạnh nữa. Đấy, lúc nào nó cũng sẽ đạt được nhiệt độ như mình mong muốn để mình chăm sóc vệ sinh cho bé của mình khá tiện lợi. Đấy. Tuy nhiên sản phẩm này thì nó cũng sẽ có một số cái nhược điểm đấy, mà các bạn cần lưu ý. Thứ nhất đó là về cái vị trí mà lắp rong cao su này này, thì các bạn phải lưu ý là sử dụng cũng phải giữ gìn một chút giữ mình đấy, để tránh trường hợp là sau một thời gian nó bị bung hỏng thì về cái mức nhiệt độ nó sẽ không được đảm bảo nữa, nó bị hở đó chẳng hạn. Thì khi đó là cái khăn này, ví dụ nó có mấy lớp khăn đi, thì khăn ở dưới nó vẫn đạt được nhiệt độ, nhưng khăn ở trên vì vùng nắp này nó không có làm nhiệt độ mà, khăn ở lớp trên này có thể là nó không ấm được như nhiệt độ mong muốn. Đấy. Cái thứ hai đây là những cái vị trí khe rãnh như này. Đấy. Và nó thiết kế hơi khum này nữa. Đấy. Thì đôi khi nó cũng là một cái nhược điểm. Mặc dù nó đã có cả cái răng cao su này thì sao? Khi mà mẹ thì hay tiện tay mà. Đấy, mà lúc đó chăm con nó rất bận đặt những cái đồ khác lên nữa mà nó có nước chẳng hạn đấy. Thì không may đúng cái thiết kế này nó sẽ làm nước nó tràn. Nó chảy những cái vị trí này. Đấy. Thì làm sao nó lại nhỏ và khi mở nước ra nó lại chảy vào cái khăn này thì vô tình chung nó làm bẩn khăn đấy. Ví dụ như mình thiết kế cái nắp này, nó tràn hẳn ra ngoài đi đấy, nó không chảy vào đây nữa, thì khi cần cái nắp này tràn to hơn ấy, còn cái răng cao su vẫn như thế, thì khi mà nước hay có gì nó chảy nó sẽ chảy hẳn ra ngoài, nó không lọt vào những cái khe này. Cái thứ ba là về cái bản lề này đấy, thì các bạn cũng phải lưu ý là mở nó nhẹ nhàng thôi nhá. Đấy, mình nghĩ rằng nếu mà mở nhiều lần với tần suất dài ấy, thì có thể nó cũng làm cho cái bản lề này yếu đi và nó lỏng lẻo. Cái thứ tư đó chính là cái lắp này. Lắp này thì nhìn cầm nó rất là mềm và đẹp, nhưng mà bé nghịch ấy, bé giật này, hay là bé cấu véo thì sau một thời gian ấy là nó có thể nó bị, một đơn giản bị bẩn, hai là nó bị hỏng rách ấy. Khi đó thì các bạn cầm nó cầm lên kéo lên mở nó rất là khó, chẳng hạn cạnh như này đấy. Nên là sao, nếu cái này nó theo nghĩ mình nghĩ là cứ nên thiết âm bằng một cái phần nhựa cứng thì nó sẽ được có độ bền hơn đấy. Tiếp đến là cái về cái nút bấm này, nó khá là nhạy. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đấy, cũng là cái ưu nhược điểm. Hai là đấy, như mình vừa nói đấy, ví dụ khi mình đã cài chế độ xong rồi thì mình lên đài chế độ là khi mà chạm giữ phải mấy giây thì nó mới được điều chỉnh nhiệt độ hoặc là điều chỉnh các chế độ. Nhưng đây là cần hơi va quẹt quan nó lại thay đổi chế độ rồi thì nó cũng đôi khi nó mang đến những cái sự phiền toái khi không may mình chạm vào. Về cái chỗ điều chỉnh đèn này này, đèn này cũng khá là tiện lợi và đẹp. Đấy, độ sáng hợp lý, nhưng mà tuy nhiên nó đang không có được cái tính năng là điều chỉnh về cái cường độ sáng cũng như là về cái màu sắc của cái đèn. Thì đấy là một số cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái máy này thì các bạn cần lưu ý để trong quá trình sử dụng, rất đáng để mua. Đấy, các bạn cùng tham khảo nhé.